Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và chiều nay thì bên Anna Free Fire tung ra một quả sự kiện, tôi phải nói với anh em là ối dồi ôi luôn. Sự kiện gọi là đỉnh của chóp chọc của đỉnh luôn, mà tôi lại phải review ngay cho anh em. Review có tâm, anh em cứ thấy nào sự kiện nào mới trong Anna Free Fire, cứ lên kênh Riaki mình là thấy. Và chiều nay họ tung ra đó là sự kiện trò chơi nhân phẩm. Cái này thể lệ nó hơi lằng nhằng. Người chơi làm nhiệm vụ hàng ngày để kiếm được huy hiệu viên đạn. Đó, người chơi đặt cược huy hiệu vào ô vàng hoặc ô đen trên vòng quay và tiêu tốn 1 huy hiệu viên đạn để bắt đầu quay. Tùy vào kết quả test nhân phẩm mà số lượng hiện lên sẽ tương ứng hoặc là mất hết. Đấy, cái này nó giống chơi tài xỉu. Người chơi có thể tiếp tục để test nhân phẩm nhiều lần mà không tốn huy hiệu viên đạn. Xong nếu người chơi cực thua thì mất toàn bộ số huy hiệu trên vòng quay. Đấy, huy hiệu sẽ chỉ an toàn nếu được rút về. Phần thưởng của vòng quay là các huy hiệu đồng tiền mà có thể sử dụng để đổi quà. Lượt chơi đầu tiên trong ngày thì sẽ là lượt chơi miễn phí. Đấy, mà cái này thì không cần quan trọng lắm. Đấy, mà nó có một cái là khi mà trúng giải độc đắc ấy thì chúng ta sẽ trúng được luôn một cái quà, đó là 100.000 vàng. Đấy, ở đây chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều nhiệm vụ chúng ta nhận thì sẽ có hai loại huy hiệu anh em cần quan tâm. Thì huy hiệu viên đạn thì anh em có thể vừa sử dụng huy hiệu viên đạn để đặt cược, hoặc là vừa có thể và cần phải một huy hiệu viên đạn để bắt đầu chơi. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ để mà có thể lấy được những cái huy hiệu viên đạn này, có nhiệm vụ giới hạn và nhiệm vụ vô hạn. Nhiệm vụ vô hạn thì cứ hạ gục 3 mạng được một lần chơi. Đấy, rồi được 5 huy hiệu Buya 2 lần thì cũng sẽ được huy hiệu, rồi thì chơi 25 phút thì cũng sẽ nhận được một huy hiệu. Đấy, đơn giản không? Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, và mỗi ngày chúng ta có thể nhận được huy hiệu không giới hạn tùy theo là số lượng anh em chơi. Đây tôi có 21 huy hiệu nha. Đấy, bây giờ tôi sẽ chơi bằng cách là tôi sẽ chọn một trong hai ô vàng hoặc đen. Đấy, ta sẽ chọn một trong hai ô vàng hoặc ô đen và chúng ta sẽ sử dụng để kiếm cái đồng vàng. Ui, và có thằng Aurora này, nó trúng được cái trúng số độc đắc rồi anh em ạ. Và quà độc đắc thì nó có cái gì? Quà độc đắc với 100.000 đồng vàng thì chúng ta đổi được một thẻ vô cực free. Tiếp theo thì nếu như mà chúng ta đạt được 3.000 vàng thì chúng ta sẽ có thể đổi được một bộ đồ free. Đấy, đó là bộ đồ huyền vũ này, bộ đồ nhịp điệu bay bổng, bộ đồ gái ngổ ngáo, giai điệu bùng nổ, gái ngổ ngáo với một bộ đồ phi công và bộ đồ bông hồng thép, nhưng không có bộ đồ ninja. Đấy, bên Anna Free Fire rất phét, không có bộ đồ ninja anh em ạ. Ba lô thiên lôi, đấy, nó là cái ba lô mà cả thế giới phát free mà Việt Nam bị cho vào trong một sự kiện khó vãi chưởng. Rồi như thế các liệu sát thần này. Đấy, rồi dù sát thần. Đấy, rồi thì ván lướt, hình như là còn có cả bom keo nữa. Ok, đây tôi sẽ cho vào trong cái ô này 5 viên đạn. Thì khi mà lần đầu tiên chơi thì mình sẽ mất 6 huy hiệu. Đấy, bao gồm là 5 viên đạn cộng thêm với cả 5 viên đạn là tương đương với 5 vàng đấy. Một vàng để tốn cơ lượt chơi. Đấy, ok con dê. Rồi, một phát. Đây mình được 10 vàng nha. Mỗi lần mà quay trúng ô nó sẽ nhân đôi. Đấy, bây giờ mình có 10 vàng này. 10 vàng thì nếu mà bạn rút về tài khoản nó sẽ về. Ui sổ quay vô đen thế nó mất luôn. Bạn mất toàn bộ số vàng đã nhận. Đấy, thì thực ra là cái này thì anh em nên chơi để kiếm một số lượng vàng. Đây là tôi chơi test cho anh em xem thôi. Đấy, bây giờ tôi đặt 5 xu vào ô đen. 5 huy hiệu viên đạn tương đương với 5 xu vào ô đen. Đấy, nhân đôi là 10 xu. Được chưa? Nhân đôi bây giờ là 10 xu. Nào, tiếp nhá. Đấy, bây giờ là 10 xu này. 10 xu thì mình lại làm phát nữa cho nó tươi này. Đấy, mình làm phát nữa cho nó tươi. Đấy, làm phát nữa cho nó tươi nhá. Quay, nếu mà mình dừng lại mình sẽ rút được 10 xu về. Đấy, nhưng mà bạn vẫn có thể dùng 10 xu đấy để chơi tiếp. Đấy, nhưng mà mỗi lần chơi sẽ tốn một huy hiệu viên đạn. À, quay, ui rồi 20. Ui rồi 10 x 2 là 20. Tươi chưa anh em? Đấy, cái này nó chung là chặn lẻ thôi. Đấy, vàng và đen. Đấy, vàng và đen. Tiếp nhá, tiếp tục, nếu mà nó vào ô đen thì tôi sẽ nhân lên là 40. Đấy, nếu mà ui, hại nhân đôi, thế là 40 vàng. Giúp đây không anh em? Giúp đây không? Hay là chơi tiếp để cho nó nhân lên thành 80 vàng? Chơi tiếp. Nếu mà chẳng may vào ô nhân 5 thì 40 thành 200 vàng thì nó lại là ấm anh em ạ. Nó lại là ấm áp cuộc tình luôn. Đấy, ui dồi, thôi xong rồi. Toang. Nó toang anh em ạ, thôi bay mất 40 vàng rồi. Thế nên là cái này chơi là anh em phải có chiến thuật. Tức là chúng ta cứ phải kiếm được một ít vàng, nó cứ phải về dắt vào túi đã. Nhưng mà nếu nhớ là 3.000 vàng thì mới đủ để mà có thể chơi được.
Đấy, 3.000 vàng thì mới đủ để mà có thể chơi được. Nên anh em kiếm được tầm 40-50 vàng anh em rút về một lần cho tôi. Anh em đừng cố, anh em đừng tham, đừng có nghĩ là 40 nhân thành 80. Đấy, cứ đến khoảng 40 là nó cho anh em reset còn cái nịt. Đấy, bây giờ tôi sẽ đặt cho ô một vàng 5 viên đạn nhá. Sắp hết đạn rồi anh em ạ. Đấy, 50 đạn. Nếu mà thật ra anh em là có xu ấy thì anh em chỉ tốn 1 viên đạn để chơi thôi. Nếu mà anh em dùng đồng vàng thì anh em sẽ tốn 1 viên đạn để chơi. Còn nếu mà anh em không muốn quay bằng đồng vàng thì anh em có thể sử dụng viên đạn. Đạn là cái kiếm được. Ôi dồi ôi, quay vào nhân 3 nhưng mà nó lại ô đen anh em ạ. Quay vào nhân 3 nhưng mà nó lại là ô đen. Ôi dồi ôi. Toang thật sự anh em ạ. Và người còn đúng cái nịt. Đấy, người còn đúng cái nịt anh em ạ. Còn đúng 4 viên đạn. Đấy, chơi 2 viên đạn nhá. Chơi bây giờ chơi bé. Với quyết định là chơi bé thôi. Chơi bé nào. 1 nhân 2. Ơ đây nhân 3 cái đùa. Lúc đặt 5 xu thì nó đặt 20 xu thôi không nhân 3. Trời ơi. Vào 6 xu là 6 xu nhân 2 12 này. Mà 12, ui xôi 12, đấy, 12 làm quả nhân 5 này, 12 làm quả nhân 5, thôi không sao, đấy, chơi có chừng dừng đúng lúc. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bắt buộc phải tốn 1 viên đạn để chơi nha anh em nhá, thì mình sẽ có thể dùng đồng vàng để chơi. Đấy, bây giờ mình có thể dùng đồng vàng để chơi, bây giờ đặt 2 đồng vàng đi, cái này anh em chỉnh số nó cẩn thận tí. Đấy, bây giờ mình chơi với 2 đồng vàng nhá. Chơi với 2 đồng vàng này. Đấy, và mình sẽ vẫn mất 1 viên đạn để được xoay. Đạn là sử dụng, có thể sử dụng như đồng vàng hoặc được xoay, còn vàng là chỉ để đổi đồ hoặc là để xoay thôi. Ui xôi ôi, thế là mất luôn nốt viên đạn cuối cùng rồi. Đấy, bây giờ mình có muốn đặt tiếp thì cũng không được, mà bây giờ mình phải đi làm nhiệm vụ. Đấy, anh em thấy sự kiện này cay không? Sự kiện này cay thật sự luôn. Cái này nói chung ấy, tôi nói với anh em rồi, người không chơi là người thắng. Ngã ở đâu gấp đôi ở đó, nhưng mà gấp đôi thì có thể là đi luôn. Cái sự kiện này tôi nghĩ là khá vui và nó sẽ kích thích anh em mà chơi nhiều. Ok, bây giờ mình đang phải đi làm nhiệm vụ để kiếm thêm viên đạn để test cho anh em. Thật ra thì cái này lúc buổi chiều bên Anna Free Fire mới ra sự kiện là lúc 5 giờ chiều thì phải. Đấy, 5 giờ, 5 rưỡi chiều gì đấy. Tại vì lúc mà tôi mở ra thì là tôi đã được tính nhiệm vụ luôn rồi. Đấy, từ từ nha, team đáng đen đang đi làm nhiệm vụ mà bị dẫn 0-2 thì chịu thật. Và đã làm nhiệm vụ dẫn 0-2 này thì hết choạt. Đấy, một phát vào mồm. À, em phát vào mồm nhẹ nhàng như đẩy xe hàng luôn và đẩy qua đến vị trí của chú Ri. Đấy, ok, nó nằm rồi. Ui, xong để tôi ăn thêm mạng gục nữa. Trời ơi, nhanh thế. Và các bạn làm ăn nhanh nhẹn thế nhỉ. Và đúng là những người mà đang đi làm nhiệm vụ giống mình có khác làm ăn nhanh nhẹn thật sự. Và làm ăn nhanh nhẹn thật sự anh em ạ. Đấy, ok, keo cùng các kiểu đa điểu vào, đắp hết lựu liểng các kiểu đa điểu vào lên thôi. Liệu liểng các kiểu và xong rồi lên. Đấy, một pha đẩy lên đến vị trí của Riaki. Và streamer gà nhất Việt Nam. Đấy, nhưng mà nhiều thằng gà hơn. Cố gắng là lấy thêm mấy mạng. Tại vì thật ra hôm nay một ngày chúng ta có thể lấy được vài chục viên đạn là bình thường. Nhưng mà anh em chú ý nhá, chúng ta chỉ dùng viên đạn để lấy lượt quay thôi. Còn cố gắng là dùng vàng, dùng xu để mà quay. Ôi dồi ôi. Và gì đấy. Và ra đây. Ôi máu thế. Và một viên ở mồm địch trên luôn. Và một viên ở mồm trên luôn. Tuổi gì đó ăn mì. Có đồng đội cậu bắn ở dưới. Bạn ấy cứ thích nó cà khịa. Và thôi nha các bạn, đừng cà khịa. Dần phải biết lo đi nhá. Đấy, vào lên này. Và lên này anh em. Địch vẫn còn 3 thằng cơ à. Đông thích nhở. Địch vẫn còn 3 cháu ạ. Và tự nhiên đến chiều nay các thanh niên lại thi đấu nghiêm túc. Đấy, từ lúc có cái sự kiện này các ông thi đấu nghiêm túc vãi trường. Đấy, các ông chơi nghiêm túc vãi trường. Rồi, còn thằng nào ở trên này không? Đấy, có gì? Đây rồi. Đây rồi nó dậy. Ui xồi, bắn dính lắm. Dạo này tôi chơi quả súng sạc quay tay này phê rồi. Và tôi chơi súng sạc quay tay gọi là đỉnh của chóp, chọc của đính luôn. Đấy, lên thôi. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Con thằng nào ở đây không nhỉ? Sao nó quẩy nóng nó nốt phát nhỉ? Và không có thằng nào ở đây à? Và chúng nó đi rồi anh em ạ. Và không thấy thằng nào ở đây nữa. Ui xồi. Đấy, đâu rồi? Ra đây bạn ơi. Ra đây bạn ơi, mình quẩy các bạn nào. Đâu rồi? Con thằng nào nhỉ? À đây. Con khủng long, con khổng lung với chúng tôi này. Năm ngay. Ok, và sau khoảng thời gian chơi game thì mình đã tiếp tục quay trở lại với trò này. Đấy, ok, đấy, làm lấy được 6 huy hiệu. Được nó anh em, được nó luôn, lấy 6 huy hiệu luôn. Ơ sao được có 2 huy hiệu bên Ghana dịch bố nháo à anh em? Ơ được có 2 huy hiệu, chơi được có 2 lần à? Ghana lại dịch bố nháo rồi. Temagi ở chỗ kia được 5 huy hiệu, tôi cứ tưởng được 6.
bó tay thật sự, lại dịch bù nháo nào, 5 vàng, ok á, vừa một phát đầu tiên sao út đen mất đứt vàng rồi, cay thế nhở, và sự kiện cay thật sự ạ, và ui sự kiện cay vãi trưởng ạ, và nào, ui đây rồi, vàng nhân đôi, 10 vàng, thôi rút về mai chơi tiếp, đấy, rút về mai chơi tiếp, hay chơi tiếp, đầm tiếp, còn thở là không gỡ được, và bảo ô đen, thật là mất hết vàng, mai lại chơi lại từ đầu anh em, mai lại chơi lại từ đầu, chịu, bó tay.com, ok, và thì đó là sự kiện trò chơi nhân phẩm mà anh em có thể vào đây để kiếm rất nhiều quà free, đặc biệt đó là thẻ vô cực nha, bạn nào mà nhận được thẻ vô cực từ sự kiện này thì đừng quên comment phía dưới để mình được biết nha, và cảm ơn anh em theo dõi video này, còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em và chúc anh em sẽ có nhân phẩm thật tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay, bye bye.